Tôi đôi loa này thì cũng đã bán cực kỳ nhiều, mã này cực kỳ nhiều bởi vì loa nó làm chắc chắn, thùng gỗ lạng, giá lại vừa tiền bình dân. Như đôi loa GA đang test này giá chỉ có 3.500.000, à xin lỗi anh em là 4.500.000, Diatone 28B, loa chỉnh giải mid, giải chép, đó, loa chép đo, bát 25, bàn giấy gân vải tẩm dầu lõm, loa thì đẹp xuất sắc, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn anh em ơi, đó. Hát karaoke được, khá nặng, đặc chắc, anh em thấy loa đẹp không? Đẹp mê ly luôn. Tiện test con đơm ly gửi cho khách thì cũng đấu vào loa này, giới thiệu luôn cho anh em tham khảo. 28B, 8 ohm, 50W trở lên, 725, đó. Loa dòng này thì nó cứng cáp, nó chắc chắn lắm. Nói luôn anh em là đẹp mê ly luôn. 4.500.000 thôi nhưng mà loa quá to đẹp. Bát 25, vuông vức, sang vuông thành sát cạnh. Cái dòng này nó rất vừa tiền mà lại được loa chắc chắn đẹp. Đấy anh em thấy tuyến loa mê ly. Giá thì quá bình dân rồi. Nếu vào Pioneer thì đôi bát 25 này anh em cứ xác định phải tầm 6.500.000 trở lên nha. Tuyến loa đẹp mê ly luôn. Nắp tre căng đẹp anh em nhá. Nắp tre đẹp lắm, không rách. Đó, đang ghép vào con đơm ly này xuất đi giá 3.500.000. Con này thì cửa hàng vẫn còn 1-2 con nữa. Technic 3.200 giá 3.500.000. Còn đơm ly giá có 4.500.000 thôi. Nếu tính ra chỉ có 8 triệu bộ âm thanh này, anh em có thể tham khảo. Đôi loa vẫn còn 28B, mã 28B anh em nhé. Về chất lượng của hàng thì Minh Âu Đông bao ngon, bao đẹp cho anh em. Thì cửa hàng quay rất rõ và nói trên video cũng rất rõ rồi. Anh em sẽ nghe video sẽ cảm nhận được điều đó ngay. Theo gió biết nơi đâu đâu mà hương ngon, cùng đàn thắm rơi rơi mãi bên tờ lòng bâng khuâng. Âm ly điện 100V, công suất ăn điện thì đâu hình như 100W thôi sao. Thôi nhưng mà anh em nghe nhạc thoải mái nhá. Những dòng âm ly cổ thì nó không ăn điện nhiều nhưng mà đấy anh em thấy nó thổi những đôi loa to vẫn vô tư, giá rất bình dân mà lại đẹp.